Xin chào tất cả các em, tôi là Mạc Đình Quang, là tác giả cuốn sách Công Pháp Hóa cho thi đại học. Và anh sẽ tiếp tục giải cho các em đề thi kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2015. Mã đề thi là 836 và anh đã giải cho các em từ câu 1 đến câu số 44. Và anh sẽ chữa tiếp tục 5 câu còn lại là câu số 45 đến câu số 50. Đầu tiên là câu số 45. Câu số 45 thì rất may mắn thì nó lại trùng với lại câu số 30 ở trang 748 của sách Công Pháp Hóa học. Và cái bài toán này thì nó đã gọi là khai thác một cái khía cạnh rất đặc biệt, đó chính là nhỏ h cộng vào CO32 trừ và ngược lại nhỏ CO32 trừ vào h cộng. Thì rất ít tài liệu hiện nay đề cập đến vấn đề này, mà chỉ có sách tham khảo của học sinh giỏi lớp 9 mới đề cập vấn đề này. Nhưng tuy nhiên thì sách Công Pháp Hóa đã có một cái phần rất riêng để nói về vấn đề này, và nếu các em học nào mà học sách Công Pháp thì đương nhiên để giải quyết vấn đề này một cách cực kỳ dễ dàng. Ngoài ra thì bài toán trên có thể giải bằng nhiều cách, mà tuy nhiên thì em sẽ hướng dẫn cách dùng đồ thị là một cái giải rất là sáng tạo trong sách Công Pháp Hóa, được không ạ? Nhưng mà tuy nhiên là do sách đã có quy định rất chi tiết về tính chất rồi, đúng không ạ, về bản chất phản ứng, thì vậy bài toán trên này sẽ giải hết sức ngắn gọn mà thôi, được không ạ? Chúng ta sẽ có hai thí nghiệm một của chúng ta là chúng ta sẽ cho xmol HCl tác dụng với lệ imol CO32 trừ tạo thành B1 mol khí CO2. Thí nghiệm hai của chúng ta sẽ có là imol CO32 trừ chúng ta cho vào dung dịch chứa x mol h cộng và chuyển thành V2 mol CO2, trong đó tỷ lệ V1 chia cho V2 của chúng ta sẽ bằng là 4/7. Yêu cầu người ta đi tìm tỷ lệ của x chia y là bao nhiêu, đúng không ạ? Bài toán trên sẽ làm như sau, đúng không ạ? Chúng ta sẽ xét đầu tiên là xét thí nghiệm 1. Thí nghiệm 1, chúng ta sẽ giả sử là chúng ta nhỏ h cộng vào trong dung dịch chứa y mol CO32 trừ, trong đó số mol h cộng đi từ 0 đến dương vô cùng, được không ạ? Tức là chúng ta coi chưa biết số mol HCl, đúng không ạ? Như vậy thì khi mà nhỏ h cộng vào CO32 trừ thì đầu tiên sẽ không tạo ra khí, bởi vì sẽ có phản ứng là h cộng cộng CO32 trừ chuyển thành HCl3 trừ cộng với chuyển thành HCl3 trừ chưa tạo khí, đúng không ạ? Khi mà h cộng biến hết CO32 trừ chuyển thành HCl3 trừ mà h cộng vẫn dương vô thì mới có phản ứng h cộng cộng HCl3 trừ chuyển thành nước và cộng với CO2 bên ta. Để mà có thể biến hết imol CO32 trừ chuyển thành HCl3 trừ thì chúng ta cần sử dụng imol H cộng và cần sử và nó sẽ tạo ra imol HCl3 trừ. Để có thể tạo khí hết imol HCl3 trừ thì chúng ta cần phải có imol H cộng và phải cần và khi đó sẽ tạo ra lượng CO2 cũng lại là imol. Như vậy đầu tiên sẽ là như sau. Đầu tiên là số mol của CO2 và đây là số mol H cộng. Được không ạ? Như vậy chúng ta có thể dễ dàng xem là khi số mol H cộng đi từ 0 mol đến y mol thì chúng ta sẽ không thu được kết quả. Nhưng mà khi mà số mol H cộng tăng lên từ y mol lên 2 y mol thì số mol kết quả sẽ thì số mol khí CO2 sẽ tăng lên và đạt cực đại là bằng y mol. Và khi mà số mol H cộng lớn hơn 2 y mol thì số mol CO2 vẫn đạt cực đại là bằng y mol. Đây là đồ thị, đúng không ạ? Của bài thí nghiệm 1, đúng không ạ? Thí nghiệm 1 đáp án. Thí nghiệm 2 thì chúng ta như sau. Thí nghiệm 2 khi mà chúng ta nhỏ imol CO32 trừ vào dung dịch chứa một lượng của H cộng, tức là chúng ta coi là chưa biết số H cộng, thì khi đó thì do H cộng ban đầu rất dư, bởi vậy nó sẽ thoát khí ngay lập tức và chỉ có một phản ứng xảy ra thôi, đó chính là phản ứng 2H cộng cộng bên CO32 trừ chuyển thành nước cộng CO2. Phần lý thuyết thì sách Công Pháp có một cái mảng rất riêng để có cái phần này, bởi vậy chỉ biết rất là sơ lược cách tính toán thôi nhá. Chúng ta sẽ có là imol CO2 trừ thì cần có 2 imol H cộng và tạo ra imol CO2, đúng không ạ? Khi mà số mol H cộng tăng lên từ 0 mol lên 2 imol thì cái số mol khí thoát ra sẽ tăng dần từ 0 mol lên imol, đúng không ạ? Khi mà số mol H cộng mà lớn hơn 2 imol thì số mol CO2 vẫn là đạt cực đại và sẽ đạt mức cực đại là bằng imol. Như vậy thì đồ thị của cái thí nghiệm số 2 như thế này, đúng không ạ? Nó cũng là một đoạn ngang ở đây. Như vậy đây là cái đồ thị của thí nghiệm nhất và đây là đồ thị của thí nghiệm thứ hai, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ biết là cái số mol H cộng không phải là một số bất định đi từ không dương vô cùng nữa, mà nó là một cái số cụ thể là x mol, đúng không ạ? Như vậy thì nếu mà x nằm ở vị trí này thì cái V1 và V2 bằng nhau và đều bằng y mol, đoạn nếu mà nó ở vị trí này khi đó thì thí nghiệm 1 sẽ không có khí và thí nghiệm 2 sẽ có khí, như vậy cũng là rất là loạn, đúng không ạ? Như vậy bắt buộc là để thỏa mãn điều kiện trên thì x phải nằm ở vị trí này. Khi mà x nằm ở vị trí này chiếu lên đồ thị của cái thí nghiệm nhất chúng ta tìm được cái số mol khí, đúng không ạ? Là V1. Khi
khi mà chúng ta chiếu x lên cái đồ thị của bài toán thứ hai, chúng ta sẽ tìm được P2. Đúng không ạ? Áp dụng cái tỷ lệ đã được trình bày rất cụ thể sách công pháo hóa học của chúng ta có thể làm như sau. Chúng ta sẽ tam giác nhỏ này đồng dạng tam giác lớn này. Như vậy thì đoạn nhỏ này tức là x trừ y chia cho đoạn lớn này tức là 2y trừ y bằng y sẽ bằng đoạn này V1 chia cho đoạn này là chia cho y, đúng không? Đây là cái hệ thức đầu tiên. Hệ thức thứ hai, chúng ta xét đồ thị của cái thiết kế thứ hai, đúng không ạ? Chúng ta xét tam giác này, tam giác này, đúng không ạ? Đồng dạng tam giác này. Khi đó thì đoạn này là x chia cho đoạn dài này là 2y thì sẽ bằng độ dài của đoạn này tức là V2 và chia cho chiều này tức là chia cho y. Chúng ta lấy biểu thức sau chia biểu thức hai sau, chúng ta sẽ thu được là x trừ đi y chia cho 0,5x, đúng không ạ? X trừ đi y chia cho 0,5x, đúng không ạ? Sẽ bằng V1 chia cho V2. V1 chia V2 thì sách đặt ở đề thi người ta cho là 4/7. Như vậy thì x trừ đi y chia cho 0,5x sẽ bằng 4/7. Tức là chúng ta sẽ có là 7 x trừ đi y sẽ bằng 2x. Như vậy chúng ta sẽ có là 5x bằng 7y. Như vậy thì x chia cho y của chúng ta sẽ bằng 5 này, 7 này. X chia y bằng 7/5. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, đúng không ạ? Câu 45, x chia y bằng 7/5. Đáp án A. Như vậy thì các em thấy rằng là cách dùng đồ thị rất là nhanh chóng và có thể dễ dàng đưa chúng ta được về phương án, đúng không ạ? Các em ngoài ra có thể dùng phương pháp thử, đúng không ạ? Hoặc là dùng phương pháp biện luận khá là dài. Nhưng mà anh xin được trình bày phương pháp đồ thị trong sách công phá hóa để cho các em là có cái nhìn trực quan trong bài toán. Về lý thuyết các em có thể tham khảo trên cuốn sách này, đúng không ạ? Đây là câu số 45, cũng là một cái câu rất là thú vị, nhưng mà không phải quá khó. Câu tiếp theo là câu số 46 của chúng ta, đúng không ạ? Câu số 46 của chúng ta là một cái câu mà nó kết hợp rất là nhuần nhuyễn giữa phương pháp số đếm với lại phương pháp trung bình, đúng không ạ? Mà cái dạng bài tập này tức là kết hợp nhuần nhuyễn giữa số đếm trung bình đã được anh trình bày rất là cụ thể trong sách công phá hóa rồi, cũng như trong các chuỗi bài giảng của mình. Và bây giờ xin được trình bày bài văn trên như sau. Đầu tiên là câu số 46 này. Chúng ta sẽ cần một chút dữ kiện như sau này. Chúng ta sẽ có này, hỗn hợp x câu 46 nha. Hỗn hợp x của chúng ta gồm có 2ST cầu có 3ST. Trong đó thì đều là được tạo thành bởi cùng một ancol với lại 3 axit carboxylic, đúng không ạ? Trong phân tử chỉ có nhóm COH, trong đó có 2 axit no đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit thì không no có đồng phân hình học, đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ giả sử là cái 2ST được tạo thành từ cùng một ancol y với lại 2 axit no đồng đẳng kế tiếp nhau có công thức là CnH2NO2, đúng không ạ? No đứng trước mà, đúng không ạ? No đứng trước và axit không no có đồng phân hình học chứa một liên kết đôi thì axit thì ST đó sẽ có công thức là CmH2MO2. X chứa 3ST này, trong đó cái ST đầu tiên là ST trung bình của hai cái ST được tạo bởi hai axit no là kế tiếp nhau với lại ancol y, đúng không ạ? Còn cái thứ hai là axit không no một cái đôi với lại ancol y. Khi mà chúng ta thủy phân hoàn toàn 5,88 gam x, đúng không ạ? Thì bằng dung dịch natri hydroxit chúng ta thu được là m gam ancol y, đúng không ạ? M gam ancol y công thức là ROH. Cho m gam y vào trong bình dung dắt đi thì chúng ta sẽ thu được là 0,04 mol hydro, đúng không ạ? Và khối lượng bình thì tăng lên là bằng 2,48 gam. Chúng ta dễ dàng thấy rằng này là số mol ancol thì gấp 2 lần số mol hydro, như vậy sẽ có 0,08 mol ancol tức là ROH, đúng không ạ? Khối lượng bình tăng lên thì bằng khối lượng của ancol tức là khối lượng của ROH và trừ đi khối lượng hydro, đúng không ạ? Trừ đi 0,04 × 2, như vậy chia được khối lượng của ROH sẽ bằng khối lượng bình tăng lên cộng với khối lượng của hydro bay ra ngoài, tức là bằng 2,48 cộng với 0,04 × 2 và bằng 2,56 gam, đúng không ạ? Khối lượng của ROH là bằng 2,56 gam, đúng không ạ? Chúng ta biết số mol của ROH, biết được khối lượng của ROH thì chia được là phân tử khối của ROH, tức là mol của ROH thì sẽ bằng khối lượng của ROH là bằng 2,56 chia số mol của ROH chia 0,08 và sẽ bằng là 32. Như vậy thì ancol ở đây chính là CH3OH, đúng không ạ?
với số mon mà không phải phân đám không? Như vậy chúng ta sẽ có là tác dụng đi kiềm đúng không ạ? Thu được 0,08 mol CH3 đó. Tiếp tục ạ. Nếu mà chúng ta đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam trên tích này, đốt cháy hoàn toàn thì chúng ta thu được CO2 và 3,96 gam nước đúng không ạ? 3,96 trên 18 thu được 0,22 mol nước đúng không ạ? Chúng ta sẽ dễ dàng là nếu mà chúng ta đặt công suất trung bình ở đây là CN, công suất trung bình ở đây anh giả sử là CX này, HI này và O2 với số mol là cao thì chúng ta sẽ có là ba hàm số là X, Y và K. Chúng ta sẽ có ba sự kiện là khối lượng của X này, số mol của nước này và cái số mol của este đúng không ạ? Bởi vì là số mol của argon cũng là bằng số mol este mà không phải bằng mol este. Như vậy là dữ kiện số mol của este này, dữ kiện số mol nước này và khối lượng của X là có ba dữ kiện. Nếu đặt công suất trung bình là CX, HI, O2 thì chúng ta với số mol là K mol, chúng ta cũng sẽ có ba bằng X, Y, K. Như vậy trong các số đến chúng ta sẽ dễ dàng sử dụng ba dữ kiện để giải được cụ thể X, Y, K là bao nhiêu, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có như sau. Đầu tiên K sẽ bằng 0,08, số mol nước sẽ bằng 0,22, sẽ bằng Y chia cho 2 và nhân với K sẽ tương đương với 0,08. Khối lượng của X sẽ bằng 5,88 thì sẽ bằng số mol của X tức là 0,08 nhân với lại 12X cộng với lại Y và cộng với lại 32. K bằng 0,08 thì chia được Y của chúng ta sẽ bằng 0,22 nhân 2 chia 0,08 đúng không ạ? Bằng Y bằng 5,5. Thay vào đây chúng ta sẽ tìm được X đúng không ạ? X chúng ta bằng 3. Như vậy thì chúng ta có thể dễ dàng tìm được cái công thức trung bình của X, đây là C3H5,5O2 với số mol là 0,8 mol đúng không ạ? Sau khi áp dụng phát trung bình đây rồi, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng phương pháp biên luận để chúng ta có thể tìm được các số cụ thể đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy là khai thác carbon trung bình ý, thì chúng ta cũng chưa thể nào mà đưa được một cái kết quả phù hợp đúng không ạ? Nếu mà dựa vào hydro trung bình thì chúng ta cũng chưa có thể đưa đến một cái kết quả phù hợp đúng không ạ? Bởi vì là nếu mà carbon 3 thì có thể là cái ancol cái đồng phân hình học. Ok ạ. Chúng ta sẽ có như sau này. Acid không no có đồng phân hình học chứa một liên kết đôi trong phân tử. Anh giả sử là có X1 và X2 đúng không ạ? X2 này nó là một có chứa một liên kết đôi trong phân tử. Bóc bột là như này. Đơn giản nhất đã. Và có chứa đồng phân hình học trong phân tử nữa. Như vậy thì chất này không có chứa đồng phân hình học rồi. Muốn chứa đồng phân hình học thì ít ra nó cũng phải có thêm một carbon đấy không? Như vậy có nghĩa là M của chúng ta sẽ phải là M phải lớn hơn hoặc bằng 4 thì mới có đồng phân hình học được, đúng không ạ? Có đồng phân hình học M lớn bằng 4, M lớn bằng 4 có nghĩa là M lớn hơn carbon trung bình. Vậy suy ra ngay N của chúng ta sẽ phải nhỏ hơn carbon trung bình. Vậy suy ra ngay được N của chúng ta sẽ phải nhỏ hơn 3. N nhỏ hơn 3 thì N sẽ có thể là có hai khả năng, tức là N sẽ bằng là 1,2 mà, hoặc N có thể bằng 2,3 chẳng hạn. Nếu N 1,2 thì có nghĩa là cái hai axit của chúng ta sẽ là HCOOH với lại CH3COOH. Còn nếu mà N 2,3 thì hai axit là CH3COOH và C2H5OH, COOH đúng không ạ? Thì nếu mà chúng ta sử dụng cái phương pháp trên để mà chúng ta biên luận ấy, thì nó cũng khá là ok đúng không ạ? Nhưng mà còn về cái số hydro đúng không ạ? Về số hydro của chúng ta đúng không ạ? Đến đây là có 6 hydro này, ở đây có 4 hydro này. 4 hydro này, xong đây có 2 hydro này, ở đây có 4 hydro này. Thực ra là đến đây chúng ta sẽ biên luận nó rất là phức tạp, đúng không ạ? Nên là anh quyết định là không biên luận cái này, và anh sẽ sử dụng cái cách biên luận đã được hướng dẫn khá là cụ thể rồi. Nó sẽ còn bằng lá nhá. Carbon trung bình biên luận rất là khó, nó chia làm hai trường hợp. Hydro trung bình cũng rất là khó, bởi vậy chúng ta sẽ sử dụng là những cái pi trung bình, nó sẽ cho nó một cái cột trường hợp thôi. Pi trung bình chúng ta sẽ bằng là 2 × 3 cộng với 2 trừ đi 5,5 chia cho 2. Và những cái pi trung bình của chúng ta ấy sẽ bằng là
1,25 đúng không ạ? 2 nhân 3 cộng với 2 trừ 5,5 và chia cho 2 liên kết trung bình bằng 1,25. Chúng ta biết được là pi 1, tức là pi của chân thứ nhất ấy bằng 1, pi của chân thứ hai thì bằng 2, mà chúng ta đã biết được pi trung bình nữa, chúng ta dễ dàng tìm được tỷ lệ số mol của hai chân này. Trong khi đó chúng ta đã biết tổng số mol của hai chân này, như vậy thì đương nhiên chúng ta dễ dàng tìm được cụ thể từng số mol. Sau khi tìm được cụ thể từng số mol thì chúng ta sẽ dựa vào mol trung bình để mà biểu lộ tiếp. Như vậy nó rất là đơn giản, đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ giải thích như sau. Giả sử là A là số mol của chất đầu tiên và B là số mol của chất thứ hai. Chúng ta sẽ tính toán tìm A và tìm B, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có pi trung bình là 1,25. Còn pi 1 nhân với A cộng với pi 2 nhân với lại B và chia tổng số mol 0,08. Tổng số mol là A cộng với B cũng bằng 0,08. Dễ dàng tìm được A và B, đúng không ạ? 51. A cộng với 2B bằng 1,25 nhân 0,08. A cộng B bằng 0,08. 0,06 đúng không ạ? Như vậy A bằng 0,06, B sẽ bằng 0,02 đúng không ạ? Như vậy là 0,06 chất đầu tiên và 0,02 chất thứ hai. Tiếp sau đó chúng ta sẽ sử dụng các mol trung bình để chúng ta có thể tính toán được cụ thể số từ các mol các chất trên, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có như sau. Các mol trung bình chúng ta bằng 3 sẽ bằng là N nhân với 0,06 cộng với lại M nhân với 0,02 và chia cho tổng số mol là chia 0,08. Chúng ta sẽ rút gọn đi thì chúng ta sẽ thu được một cái phương trình, đúng không ạ? Tức là 3N cộng với M chúng ta sẽ bằng 12. Như chúng ta vừa mới xét thì M của chúng ta sẽ phải lớn hơn là bằng 4 thì mới được phân hình học được, đúng không ạ? Vậy ta chia được là N của chúng ta sẽ bằng là 12 trừ đi M và chia cho 3 sẽ phải nhỏ hơn là bằng 12 trừ đi 4 và chia cho 3. 12 trừ đi 4 và chia cho 3 ấy, thì sẽ bằng là 8 chia cho 3 và bằng là 2,67. Như vậy N chúng ta bằng 2,67. Như vậy N có thể bằng 1 hoặc N bằng 2. Nếu N bằng 1 thì chúng ta xin lên 2 M chúng ta sẽ bằng 12 trừ đi 3 và M chúng ta sẽ bằng bao nhiêu ạ? 9 đúng không ạ? Còn nếu N bằng 2 thì chúng ta xin lên 2 M chúng ta sẽ bằng là 12 trừ đi 6 thì sẽ bằng 6. Như vậy chúng ta sẽ có được cái kết quả mà chúng ta có thể gọi là cân nhắc được, đúng không ạ? Nhưng mà khoan đã, chúng ta cần phải chú ý một chút xíu. Lúc nãy có lẽ là anh bị luận nó hơi quên một chút, đúng không ạ? Bởi vì là cái chất hỗn hợp X ở đây người ta không nói là gì ạ? Người ta không nói là tức là X không phải là axit mà X nó là ester. Như vậy có nghĩa là cái M của chúng ta không phải lớn bằng 4 nữa, mà M của chúng ta phải lớn hơn bằng 5. Bởi vì là nó là ester với lại C3OH mà, như vậy M lớn bằng 5. M lớn bằng 5 suy ra ngay N chúng ta sẽ bằng là 12 trừ đi M, tức là trừ đi, đúng không, 12 trừ đi M đúng không, chia cho 3. M lớn bằng 5, như vậy thì N sẽ nhỏ hơn là bằng 12 trừ đi 5 và chia cho 3, tức là bằng 7/3 đúng không ạ? 7/3 là bằng 2,33. Như vậy N có thể, N của chúng ta sẽ phải nhỏ hơn hoặc bằng, N của chúng ta phải nhỏ hơn là bằng 2,33 đúng không ạ? N nhỏ hơn bằng 2,33. N nhỏ hơn bằng 2,33 thì cũng có thể có một số các trường hợp sau. Chúng ta phải chú ý là N chính là số nguyên tử carbon trung bình của cái ester này, đúng không ạ? Thì nó luôn luôn phải lớn hơn bằng ester đơn giản nhất, chính là HCOOCH3 đúng không ạ? Sau CH3COOCH3, như vậy thì cái N của nó bắt buộc lớn hơn 2. N mà nhỏ hơn là bằng 2,33 mà lớn hơn 2, như vậy có nghĩa là N có thể bằng 2,1. Nếu N bằng 2,1 thì có nghĩa là hai axit đó sẽ phải có, tức là hai ester đó sẽ phải có, cái đầu tiên sẽ phải có hai carbon, còn cái thứ hai sẽ phải là ba carbon, bởi vì nó phải lớn hơn mà nhỏ hơn là 2,1. Như vậy thì ester có hai carbon đó chính là HCOO, CH3 và CH3COOCH3. Nếu mà N của chúng ta mà kiểu là xấp xỉ như này, đúng không ạ? Tức là N của chúng ta xấp xỉ bằng 2,1 gì đó chẳng hạn. Như vậy thì M của chúng ta bắt buộc nó cũng sẽ phải có một cái giá trị, đó chính là M của chúng ta bắt buộc sẽ phải bằng 5 đúng không ạ? Như vậy ta dễ dàng chúng ta có thể tìm được cái hỗn hợp X này đúng không ạ? Hỗn hợp X này của chúng ta ấy thì nó sẽ gồm có cái ester đầu tiên là HCOO CH3, ester thứ hai là CH3COOCH3 và trước kia sẽ là carbon này.
nó đôi này, C này, ô sẽ hấp bàn, nó nằm cộng 1. Thực ra là khi mà chúng ta biết được rằng là n lớn hơn 2 và nhỏ hơn bằng 2,33 để suy ra kết luận là hai cái st này rồi thì có nghĩa là chúng ta sẽ có n sẽ phải lớn hơn 2 và nhỏ hơn 3. Khi đó thì m của chúng ta sẽ phải lớn hơn 12 trừ đi 3, tức là 12 trừ đi 3 nhân với 3, tức là 12 trừ đi 9 là bằng 3 đúng không ạ, và nhỏ hơn 12 trừ đi 6 đúng không ạ, 12 trừ đi 6 sẽ bằng là 12 trừ đi 6 đúng không ạ, m nhỏ hơn 6 đúng không ạ. M có thể nhận giá trị lớn hơn 3 hoặc nhỏ hơn 6. Nhưng tuy nhiên M chúng ta lớn bằng 5. Như vậy M lớn bằng 5 và nhỏ hơn 6. Như vậy M chúng ta bắt buộc bằng 5 đúng không ạ? Thì nhân dẫn như vậy sẽ chuẩn xác hơn. Như vậy chúng ta đã dễ dàng tìm được 3 ST ở trong cái hỗn hợp ít tiêu tổ. Yêu cầu người ta đi tìm phần trăm khối lượng và ST không no có trong ít. Đây là tìm phần trăm khối lượng ST không no trong ít, tức là cái chất này. Chúng ta có thể dễ dàng tìm được thôi. Chúng ta biết rằng là M bằng 5. Biết lần lúc nãy đúng không ạ, m lớn hơn bằng 3, nhỏ bằng m lớn hơn là bằng 3, nhỏ hơn 6. Nhưng mà m lớn bằng 5, như vậy m bằng 5 đúng không ạ, m bằng 5 xin ra n của chúng ta, à khoan đã, người ta hỏi là đi tìm phần trăm khối lượng của ST đúng không ạ. Chúng ta biết là cái số mol của ST x2 cho bằng 0,02 mol. Chúng ta biết được rằng là m của chúng ta bằng 5, như vậy dễ dàng tìm được phần trăm khối lượng đúng không ạ. Chúng ta sẽ có là 0,02, cái kia là CM2M trừ 2 đúng không ạ? 0,02 nhân với lại 12 nhân với 5 cộng với lại 2 nhân với 5 trừ đi 2 cộng với 32. Xong chia cho 5,88 là phần trăm khối lượng của cái ST no nó bằng 34,01% 8B 46 là B đúng không ạ? Và đây trên là bài toán khá hay nhưng mà nó kết hợp nhìn miễn giữa phương pháp cố định phát trung bình không? Không có vấn đề gì cả. Chúng ta sẽ còn lại 4 câu nữa đúng không ạ? Chúng ta sẽ còn 4 câu nữa. Câu tiếp theo là câu số 47. Câu số 47 thì nhiều em rất là lạ, tức là không biết là C3H12N2O3 và C2H8N2O3 là gì, đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên trong sách công pha hóa nó đã có hai bài tập ở trong cái phần amin thì nó đã đề cập công thức phân tử của các chất này rồi. Nếu các em làm thì các em có thể dễ dàng biết được công thức phân tử của chúng không? Đúng không ạ? Đầu tiên chính là C3H12N2O3. Bởi vì số nguyên tử hydro quá lớn, bởi vì nó chỉ có thể ở là muối có dạng sau CH3NH3 hai lần CO3, tức là muối của hai phân tử CH3NH2 với lại một phân tử axit carbonic đúng không ạ, C3H12N2O3 đúng không ạ. Còn chất thứ hai đó chính là C2H8N2O3 CH8N2O3. Sách còn báo hóa thì cũng đã viết một cái bài tập có công thức phân tử rồi đúng không ạ, thì các em có thể dễ dàng tìm được cái công thức phân tử đâu. Người ta bảo là thu được hai chất hữu cơ đơn chức, chất đầu tiên là đơn chức tổ, chất hai nữa đúng không ạ. Ở đây cũng có số nguyên tử hydro khá là lớn thì nó có thể là muối của, nhưng mà đây là hai chất hữu cơ đơn chức thôi. Nếu bây giờ em viết dạng là C đúng không ạ, C2H8N2O3 đúng không ạ, cái hợp chất C2H8N2O3 thì nó lại là muối của C2H7 nitơ, hay nói cách khác nó chỉ là muối của C2H5NH2 tác dụng với HNO3 thì nó sẽ bằng là C2H5NH3ONO2. Không biết đúng không ạ, C2H5O3 đúng không ạ? Đây. Và khi mà chúng ta cho nó phản ứng với dung dịch natri hydroxit đun nóng ấy thì cái chất này sẽ tạo thành là CH3NH2 bay ra ngoài, bởi vì là ở mediamin thì có tính bazơ yếu hơn là natri hydroxit, bởi vậy đã bị natri hydroxit đẩy ra khỏi muối. Muối này. Và sản phẩm ở đây thu được sẽ là natri natri hydroxit đúng không ạ, natri 2 cộng natri. Còn cái muối này khi mà cho vào trong tác dụng của natri hydroxit thì chúng ta coi như là tách ra làm hai chất này,
chất này không phải nguyên liệu natri hydroxit bay trong ngoài, còn chất này thì sẽ phải nguyên liệu natri hydroxit là natri natri hydrat đúng không ạ? Thế là chúng ta sẽ có hai chỉ số là a mol và b mol. Sử dụng số đếm chúng ta sẽ cần hai phương trình đúng không ạ? Phương trình đầu tiên chính là khối lượng của x, tức là 3.42 3.43x đúng không ạ? Sẽ bằng khối lượng của chất đầu tiên cộng với khối lượng chất thứ hai. Khối lượng chất đầu tiên là 12 nhân 3 cộng 12 cộng với lại 14 nhân 2 cộng 16 nhân 3 sẽ bằng là 124a cộng với lại 12 nhân 2 cộng 8 cộng với 14 nhân 2 cộng 16 nhân 3 sẽ bằng 108b. Cái phương trình thứ hai mà chúng ta cần tìm đó chính là số mol chất hữu cơ đơn trước đúng không ạ? Đó chính là chất này và chất này. A mol chất đầu tiên tạo ra 2A mol chất khí này, B mol chất này tạo ra B mol C2H5NO2. Như vậy tổng số mol khí sẽ là 2A cộng B và bằng 0.04. Chúng ta dễ dàng tìm được A và tìm được B đúng không ạ? A sẽ bằng 0.01, B sẽ bằng 0.02. Sau khi tìm được A và tìm được B, chúng ta dễ dàng tìm được muối khan. Muối khan ở đây sẽ gồm có natri carbonat và natri nitrat, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có là A mol chất đầu tiên tạo ra A mol natri carbonat, đúng không ạ? Tức là 0.01 mol natri carbonat. B mol chất thứ hai tạo ra B mol natri nitrat, tức là 0.02 mol natri nitrat. Khối lượng muối khan sẽ là 0.01 nhân với lại 23 nhân 2 cộng lại 60 cộng với 0.02 nhân với lại 23 cộng 62 đúng không ạ? Và bằng 2.76 ha. Đáp án đúng là đáp án C đúng không ạ? 47C 48. Câu 48 đúng không ạ? Câu 48 là một câu vận dụng phương pháp bao bảo S, Rom, Phá là ai của đơn vị đúng không ạ? Chúng ta cần giải hai dòng cũng thể ra được rồi. Anh xin trình bày các dạng như sau. Câu số 48 này. Chúng ta sẽ đến câu số 48. 8.16 ha. Một hỗn hợp gồm có Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 cho phản ứng với lại tan hết, đúng không ạ? Tan hết câu 48 này. Phản ứng hết với dung dịch H2O3 đã, tức là dung dịch H2O3 đã thì thu được NO cái số mol là 1.344 chia 2.4, tức là 0.06 mol NO. Và cái dung dịch của chúng ta chung là dung dịch Z lại có khả năng hòa tan được 5.04 lam sắt, tức là hòa tan được là 0.09 mol sắt, hòa tan tối đa là 0.09 mol sắt và có tạo ra khí NO. Điều này có nghĩa là dung dịch Z sẽ có chứa H2O3 dư. Như vậy có nghĩa là phát lên hóa trị 3 và muối sẽ là FeNO3 3 lần. Yêu cầu là nhìn số mol của HNO3 có trong dung dịch Y, tức là số mol của HNO3 ban đầu. Đúng không ạ? Và nó trên thì cũng không phải là bài tập phức tạp, mà chúng ta có thể giải một cách khá dễ dàng. Đầu tiên do HNO3 dư thì phải phản ứng giữa 8.16 gam hỗn hợp này với lại HNO3 là phản ứng vừa đủ. Đúng không ạ? Bài tập trên có nhiều cách lắm. Cách đầu tiên là dùng số đếm đúng không ạ? Có 1, 2, 3, 4, 4 chất có 2 dữ kiện để gạch 2 chất kỳ tính toán. Ví dụ là hạng gói 2 chất này, tức là 2 là A, B, dùng 1 dữ kiện, 2 dữ kiện tính toán. Nhưng cách thứ 2 có thể dùng là dùng bỏ ra F from không khai nhanh gọn, đúng không ạ? Sau đây anh cũng tức là nó thế này, anh sẽ sử dụng phương pháp gọi là bỏ ra F from để tạo ra này. Còn cái em cũng dùng số đếm cũng đơn giản, anh sẽ hướng dẫn đúng không ạ? Có 1, 2, 3, 4, 4 chất, 4 chất có 2 dữ kiện, bỏ 2 chất kỳ, ví dụ bỏ 2 chất này thì gọi là A và B. A và B dùng hai dữ kiện này thì tìm ra được A và tìm được B. Sau khi tìm được A và tìm được B thì em sẽ có thể tìm được cái số mol Fe và cộng rồi em dùng số đếm nhá. Hỗn hợp X có 1, 2, 3, 4, 4 chất mà lại có hai dữ kiện thì phải bỏ hai chất bất kỳ, em sẽ bỏ đi bỏ hai chất bất kỳ nhá. Anh thích bỏ chỗ này
và chỗ này để cho quá trình tính toán nó đơn giản. Chúng ta sẽ có A mol sắt và B mol Fe2O3 sử dụng hai phương trình tính ra. Khối lượng đầu tiên chính là 56A cộng 160B sẽ bằng là 8.16A. Cái thứ hai là số mol NO không ạ, bảo toàn electron chúng ta sẽ có 3A sẽ bằng 3 lần số mol NO 3.16. Vậy ta dễ dàng tìm được A và tìm được B đúng không ạ? 56A cộng 160B bằng 8.16 và A cộng B 3.06 đúng không ạ? Chúng ta sẽ tìm được là A bằng 0.06 0.06 B sẽ bằng là 0.03. Như vậy thì sau khi phản ứng thì chúng ta sẽ thu được dung dịch Z đúng không ạ? Dung dịch Z sẽ có chứa chất gì ạ? Dung dịch Z này sẽ có chứa là 0.06 cộng 0.06 là 0.12 đúng không ạ? Mol Fe3 cộng và chứa HNO3. Khi cho cái hỗn hợp này phản ứng tối đa là 0.09 mol sắt thì đầu tiên HNO3 sẽ phản ứng với sắt này và cuối cùng sẽ là Fe3 cộng sẽ sau khi mà HNO3 phản ứng với lại sắt rồi và phản ứng hết rồi thì cái đó sắt 3 cộng phải phản ứng với sắt bởi vì là HNO3 khi mà số hóa lạnh hơn Fe3 cộng đúng không ạ? Nhưng mà do là số mol sắt về tối đa đúng không ạ? Chúng ta xét hai phản ứng trong phản ứng đầu tiên là Fe tác dụng với HNO3 thì này là Fe NO3 hai lần thôi bởi vì là số mol sắt thì tối đa có nghĩa là sắt 3 nếu sắt 3 cộng nếu còn thì chúng ta cũng có thể hòa tan được sắt. Như vậy thì khi mà hòa tan tối đa công việc của mol sắt có nghĩa là tất cả các cái sắt ở đây đều lên số tối đa là dương 2 thôi. Như vậy ta sẽ biết phản ứng như sau là NO đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy là ở đây có giả sử chúng ta sẽ có là x mol sắt tham gia phản ứng 1. Phản ứng 2 là phản ứng khi mà HNO3 phản ứng hết rồi, tức là phản ứng của 2 Fe3 cộng với lại 1 Fe thì tạo thành là 3 Fe2 cộng đúng không ạ? Chúng ta sẽ có là giả sử là có x mol HNO3 dư nhé, x mol HNO3 dư và 0.12 mol Fe3 cộng đúng không ạ? X mol HNO3 thì phản ứng với lại bao nhiêu cơ mà phản ứng được kia đã đúng không ạ? Từ 0 đến dương 3 là 3 electron đúng không ạ? Từ 5 đến 2 là 3 electron đúng không ạ? Như vậy là mỗi chung là 1 đúng không ạ? Và đây là 4 nhé. Sắt từ 0 đến sắt dương 2 là 2 electron. Nitơ từ dương 5 về dương 2 là 3 electron. Như vậy phải là 3 2. Anh xin lỗi ạ. Hai NO thôi. 2 với lại 6 lọc 8 8 NO3 và 4 nước. X mol HNO3 dư sẽ phản ứng với lại 3/8 X mol sắt đúng không ạ? 0.12 mol Fe3 cộng sẽ phản ứng với lại 0.06 mol sắt. Tổng số mol sắt bị hòa tan là 3/8 x cộng với 0.06 và bằng 0.09. Thế là tìm được x đúng không ạ? X sẽ bằng là 0.09 trừ đi 0.06 và chia cho 3/8. X sẽ bằng 0.08. Như vậy sẽ có 0.08 HNO3 dư. Bây giờ yêu cầu người ta đi tìm cái tổng số mol HNO3 tham gia phản ứng đúng không ạ? Tổng số mol HNO3 tham gia phản ứng ấy thì nó sẽ bằng chúng ta có thể áp dụng lực bảo toàn nitơ như sau đúng không ạ? Tất cả nitơ ở trong HNO3 trong cái dung dịch Y ấy, nó sẽ đi về đầu tiên đó chính là đi về NO này. Sau khi đi về NO xong thì nó sẽ bắt đầu đi về tức là mình tính hai đoạn đúng không ạ? Chúng ta sẽ có là số mol NO đây là 0.06 mol NO này. Ok. Chúng ta sẽ có bảo toàn nitơ như sau. Số mol HNO3 sẽ bằng 3 lần số mol sắt 3 ở đây. 0.12 nhân 3 cộng với số mol của NO 0.06. Đây là số mol HNO3 ra phản ứng. Đúng không ạ? Xong cộng thêm 0.08 mol HNO3 dư nữa. Ta số đây là 0.12 nhân 3 cộng 0.06 cộng 0.08. Ta số của 0.5 đúng không ạ? Vậy số mol HNO3 tham gia phản ứng là hay là có trong cái dung dịch Y là 0.5 đáp án A đúng không ạ?
Bài toán trên có thể giải bằng phương pháp bài toán Estrom, cũng rất là đơn giản thôi. Anh đưa hướng dẫn qua cách giải bằng bài toán Estrom nhé. Nếu mà bài toán Estrom thì các em có thể làm như sau, giữ nguyên đề bài như này đúng không ạ? Đây là bài 4 này. Chúng ta sẽ quy cái hỗn hợp X này về sắt và oxy. Sắt và oxy sẽ có A sắt và B oxy. Chúng ta sẽ sử dụng cái dữ kiện là khối lượng này và dữ kiện số mol NO để tìm được A bằng bao nhiêu và tìm được B bằng bao nhiêu. Sau khi tìm được A và tìm được B, chúng ta sẽ bắt đầu quan sát áp dụng lực của giải Estrom. Chúng ta có ban đầu sắt của chúng ta sẽ sắt 0 ghi về hết sắt 2 cộng, đúng không ạ? Oxy của ta ban đầu là oxy 0 chuyển về hết oxy trừ 2 đúng không ạ? Nitơ chúng ta bắt đầu là nitơ dương 5 thì đi về nitơ dương 2 ở trong dương 2 ở trong NO đúng không ạ? Chúng ta sẽ áp dụng được vào đoạn Estrom, chúng ta sẽ có 2 lần A là 2 lần số mol sắt đúng không ạ? Sẽ bằng 2 lần số mol oxy cho 2 lần B và cộng với 3 lần số mol của NO. Biết A, biết B ở đây rồi, bây giờ tìm được NO. Sau khi tìm được NO thì chúng ta sẽ có được số mol HNO3 ban đầu trung y sẽ bằng bảo đoạn nitơ sẽ bằng số mol NO cộng với 2 lần câu này anh quên mất đúng không ạ? Chúng ta còn thiếu một cái nữa, có nghĩa là số mol sắt không ở đây không phải chỉ có A nữa mà còn có cả 0,09 mol sắt thì ngoài tăng thêm nữa, tức là sẽ phải là số mol S không nhường sẽ phải là 2 nhân với A cộng 0,09. Đây là tổng số mol S không nhường. Số mol S không nhận sẽ bằng 2 lần số mol oxy cho 2B cộng 3 lần số mol NO đúng không ạ? Biết A biết B rồi tìm được NO, sau khi tìm được NO rồi chúng ta sẽ dễ dàng là những cái số mol HNO3 trong dung dịch Y bằng cách bảo toàn nitơ. Số mol HNO3 trong dung dịch Y sẽ bằng số mol NO ở đây cộng với lại 2 lần số mol cộng với 2 lần tổng số mol sắt thì kết quả cũng là 0,5 mol đúng không ạ? Thôi tiếp theo là câu số 49, tức là bài 48 có rất nhiều cách đúng không ạ? Chúng ta sẽ còn lại 2 câu nữa. Anh sẽ giải nhanh 2 câu này thôi. Thì nghỉ đây nhé, còn 2 phút thôi. Quay video.